Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Sau nhiều lần quan hệ tập thể và bị bỏ rơi, người phụ nữ này đã gọi điện thoại từ số máy của chị ta đến số điện thoại của người tình và gửi nhiều hình ảnh không lành mạnh giữa hai người cho nhiều người là bạn bè, đồng nghiệp, đối tác nhằm uy hiếp, tạo áp lực, buộc người tình phải gặp mặt và lấy số tiền hơn 13 tỷ đồng. Chi tiết của sự việc này diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 8 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Phương Anh, sinh năm 1988, ở khu đô thị Time City, phường Mai Động, quận Long Biên, Hà Nội, về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Phương Anh có chồng và hai con nhưng đã ly hôn. Tháng 10 năm 2017, Phương Anh quen biết Tuấn, sinh năm 1985, là tổng giám đốc một công ty kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và có quan hệ tình cảm. Đầu năm 2018, Tuấn ly hôn vợ và thuê nhà sống chung như vợ chồng với Phương Anh tại khu đô thị Time City. Trong thời gian chung sống với nhau, mối quan hệ giữa Tuấn và Phương Anh bắt đầu rạn nứt khi Phương Anh thường xuyên có quan hệ tình dục tập thể với những người bạn của Tuấn. Từ đó, Tuấn có những lời lẽ xúc phạm Phương Anh và hành hung người phụ nữ này. Sau nhiều ngày thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, ngày 13 tháng 2 năm 2021, Tuấn muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Phương Anh nên chuyển đến sống một mình tại chung cư khác. Vì không muốn chia tay người tình nên Phương Anh đã nhờ nhiều người can thiệp để Tuấn quay lại, nhưng anh này một mực từ chối. Bức xúc với người tình, Phương Anh đã buộc Tuấn phải bồi thường cho chị ta những tổn thất về thể chất và tinh thần thì mới đồng ý chấm dứt quan hệ tình cảm. Ngày 19 tháng 2 năm 2021, Tuấn và Phương Anh thống nhất lập biên bản thỏa thuận chia tay với nội dung khi nào có điều kiện, Tuấn sẽ mua cho Phương Anh một căn hộ tại khu đô thị Time City trị giá khoảng 5 tỷ đồng, mở một cửa hàng thời trang trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Tuấn còn lập sổ tiết kiệm cho Phương Anh với số tiền 2 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, Phương Anh không được làm phiền Tuấn nữa và những quan hệ tình ái trước đây của cả hai sẽ chấm dứt. Do dịch bệnh Covid-19, Tuấn không làm việc để có tiền đưa cho Phương Anh nên chưa thực hiện đúng thỏa thuận. Thời gian sau đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên anh Tuấn chưa có tiền để thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận. Không muốn bị nhân tình làm phiền nên Tuấn chặn liên lạc, tránh mặt Phương Anh. Bực tức, Phương Anh tìm mọi cách liên lạc với Tuấn như nhắn tin, gọi điện thoại cho đồng nghiệp của nhân tình nhờ chuyển lời và đến tận trụ sở công ty nhưng vẫn không thể gặp được Tuấn. Cùng thời gian này, vợ người đàn ông tên H vô tình phát hiện ra tin nhắn điện thoại giữa chồng và Tuấn. Nội dung tin nhắn xoay quanh chuyện quan hệ tình dục tập thể giữa người đàn ông tên H, Tuấn và Phương Anh. Vợ của người đàn ông tên H lập tức liên lạc với Phương Anh để hỏi rõ sự việc. Phương Anh cũng nhờ việc này mà buộc Tuấn phải gặp mặt nói chuyện. Gặp nhau, Phương Anh yêu cầu Tuấn phải trả nợ thay 250 triệu đồng cho một người phụ nữ. Cùng với đó, Tuấn hứa hẹn sẽ nhanh chóng chuyển cho Phương Anh 510 triệu đồng. Sau đó không lâu, Tuấn lại tiếp tục cắt liên lạc và tránh mặt Phương Anh. Bức xúc về việc này, Phương Anh chuyển hàng loạt tin nhắn, hình ảnh nóng của Tuấn cho nhiều người. Trong số đó, có người là đối tác làm ăn, có người là đồng nghiệp, nhân viên, công ty và bạn bè, người thân của Tuấn. Không những vậy, hàng ngày Phương Anh còn liên tục nhắn tin, gửi hình ảnh nóng và gọi điện thoại gây sức ép, buộc nhân tình phải chuyển 510 triệu đồng như đã hứa. Đến đầu tháng 10 năm 2021, do Tuấn không gặp Phương Anh để thực hiện theo đúng thỏa thuận, nên người phụ nữ này yêu cầu Tuấn không cần mua nhà, mở cửa hàng thời trang hay mở sổ tiết kiệm mà trả trực tiếp 13 tỷ 570 triệu đồng. Ngày 22 tháng 10 năm 2021, do liên tục bị nhân tình thúc ép và lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, công việc kinh doanh, nên Tuấn hẹn gặp Phương Anh tại một văn phòng thừa phát lại để thỏa thuận về việc bảo mật thông tin đời tư cá nhân. Nhưng do không thống nhất được việc bảo mật thông tin đời tư và Phương Anh không ký vào biên bản thỏa thuận, nên Tuấn mới chuyển tạm ứng 250 triệu đồng vào tài khoản của nhân tình. Hai bên giao hẹn ít ngày sau gặp lại để tiếp tục trao đổi, thống nhất, nhưng sự việc không thành. Ngày 2 tháng 11 năm 2021, do bị Phương Anh liên tục nhắn tin, gọi điện thoại uy hiếp, nên Tuấn buộc phải gặp gỡ để thỏa thuận về việc thực hiện cam kết. Sau đó cả hai dẫn nhau tới một ngân hàng ở đường Điện Biên Phủ, phường Cửa Nam, quận Ba Đình, Hà Nội. Và khi Phương Anh đang nhận 400 triệu đồng của Tuấn thì bị cơ quan công an phát hiện, lập biên bản, đồng thời đưa về trụ sở làm rõ. Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 111 trang giấy A4 có nội dung tin nhắn Zalo thể hiện việc Phương Anh gửi các thông tin, hình ảnh, video nhạy cảm của Tuấn cho nhiều người. Trước khi phiên tòa diễn ra, Tuấn đã nhận lại số tiền hơn 650 triệu đồng mà Phương Anh đã cưỡng đoạt.
Đến nay, Tuấn không yêu cầu Phương Anh phải bồi thường về dân sự và đề nghị cơ quan tố tụng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Phương Anh trong quá trình xét xử. Tại phiên tòa, bị cáo Phương Anh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Hội đồng xét xử xác định, ngoài phạm tội cưỡng đoạt tài sản thì hành vi chụp lại những hình ảnh nhạy cảm, sau đó chuyển những hình ảnh này cho người khác của Phương Anh không nhằm mục đích truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nên không cần thiết phải xử lý. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Phương Anh, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 9 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Một giáo viên đang công tác tại trường trung học phổ thông đã dùng thước và mũ bảo hiểm đánh hai học sinh ngay trong trường học, sự việc gây xôn xao dư luận tại Đắk Lắk. Chi tiết sự việc này diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 9 tháng 9, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo trường trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk cho biết, ban giám hiệu nhà trường đã thống nhất tạm dừng việc đứng lớp đối với thầy giáo Tiến, giáo viên giảng dạy bộ môn ngữ văn, để thầy giáo này viết bản tường trình toàn bộ sự việc đánh học sinh trong trường học. Theo vị lãnh đạo này, vào chiều ngày 8 tháng 9, trong giờ giải lao của môn thể dục, thầy giáo Tiến đã cầm thước và mũ bảo hiểm đánh hai nam sinh lớp 12 do chính thầy Tiến chủ nhiệm. Vụ việc được học sinh trong trường dùng điện thoại quay lại, sau đó video được tung lên mạng xã hội. Nói về nguyên nhân của sự việc này, lãnh đạo trường trung học phổ thông Hùng Vương cho hay, trong giờ học buổi sáng môn sinh học 2, hai em này đã bỏ tiết khiến thầy Tiến bức xúc và có hành động nóng nảy trên. Sau khi xảy ra vụ việc, thầy Tiến đã đến gia đình của từng em để xin lỗi. Ngoài ra, thầy Tiến cũng đã viết một bức thư tay xin lỗi lãnh đạo nhà trường, đồng nghiệp và phụ huynh học sinh. Nhà trường sẽ theo dõi sát sao vụ việc để xử lý thấu tình đạt lý. Vị lãnh đạo trường trung học phổ thông Hùng Vương cho biết thêm. Trong thư, ông Tiến cho hay, vì tính cách cầu toàn, vì một phút nóng giận tôi không kiềm chế được nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc. Nhìn thẳng vào sự việc, tôi đã vi phạm đạo đức nhà giáo. Bản thân ý thức được điều đó nên tối ngày hôm qua đã đến nhà phụ huynh xin lỗi, không né tránh hậu quả việc làm của mình. Tôi mong muốn toàn thể ngành giáo dục và gia đình hai em nhận lời xin lỗi. Các cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật cho tôi. Tôi mong muốn được tiếp tục phục vụ trong ngành giáo dục. Tôi xin hứa sẽ thay đổi, sửa chữa bản thân theo đúng chuẩn mực. Ông Tiến tha thiết mong cơ quan chức năng giảm nhẹ hình thức kỷ luật. Trước đó, vào khuya ngày 8 tháng 9, một đoạn video clip được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh thầy Tiến dùng thước gỗ đánh nhiều cái vào người một nam sinh. Sau đó, thầy Tiến tiếp tục dùng thước đánh nhiều cái và dùng mũ bảo hiểm đánh một cái vào người nam sinh đứng bên cạnh. Sau khi video được tung lên mạng, nhiều người xem đã tỏ ra bức xúc trước hành vi thiếu chuẩn mực của thầy giáo Tiến. Theo tìm hiểu của phóng viên, thầy giáo Tiến công tác tại trường trung học phổ thông Hùng Vương đã nhiều năm và giảng dạy môn ngữ văn. Theo đánh giá của nhà trường thì thầy là một người rất tâm huyết với nghề và chưa từng vi phạm kỷ luật. Sự việc xảy ra là vô cùng đáng tiếc. Nếu thầy kiềm nén cơn nóng giận và có cách xử lý khéo léo hơn thì câu chuyện sẽ đi sang một hướng khác tích cực hơn. Việc đánh học sinh là sai, nhưng đối với thầy Tiến, có lẽ cũng vì mong muốn học sinh ngoan lên, chăm chỉ hơn trong việc học tập, chứ thầy không có ý gì khác. Sau khi sự việc xảy ra, thầy Tiến rất hối hận. Một đồng nghiệp cho hay, cũng trong sáng nay, thầy giáo Tiến cũng đã viết tâm thư xin lỗi gửi lãnh đạo nhà trường, đồng nghiệp, toàn thể học sinh và phụ huynh. Thầy Tiến thừa nhận việc đánh học sinh của mình là vi phạm đạo đức của nhà giáo. Bản thân rất ý thức điều này nên ngay sau khi sự việc xảy ra đã đến nhà học sinh xin lỗi và không né tránh hậu quả việc mình đã gây ra cho học sinh và nhà trường. Tên nhân vật đã được thay đổi. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.